Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Quỷ Khôi. Hôm nay Bonsai Quỷ Khôi tới thăm vườn của anh Thao Hương. Một vườn cây rất nhiều những cây phôi lạc dòng. Để xin gửi đến tất cả quý vị và các bạn cùng ngắm này. Và hôm nay mình cũng săn được một số phôi, mình sẽ chia sẻ cùng tất cả quý vị và các bạn. Em chào anh Thao nhá. Chào Khương nhá. Đấy. Ok, đây này, quý vị xem này. Đấy, những cây sộp khai thác rất già. Anh đang dâm ủ. Đây này. Vào đây quý vị có thể rất là nhiều đầy cơm nguội nhá. Đây phôi cơm nguội to. Đấy. Si ruối xanh lộc vừng. Đấy, những gốc lộc vừng già lắm, anh Thao anh ấy còn làm cũng tương đối có khung khung. Nhiều lắm quý vị này. Đây. Rất nhiều. Ruồi con. Canh trâu. Dâm bụt. Đây là cây gì vàm đá là mình cũng không rõ tên đâu. Quý vị xem này. Đấy, toàn những cây lạc dòng này. Nhiều lắm. Đây, ruồi này. Anh Thao cũng một đặc sản nữa là tường vi bẹt đá này. Anh làm rất nhiều những cây tường vi bẹt đá. Nhè đá. Đây, cây này nhè hết đá rồi này. Bẹt xí ấy. Đang ra đấy, cái này đang ra hoa. Ruối thì bạt ngàn rồi. Vườn anh Thao ở đây không biết bao nhiêu sào, rộng lắm. Đấy, nhìn thế này thôi nhưng mà nhiều dữ liệu lắm. Quý vị cùng xem một số cây tường vi bẹt đá này. Đây này. Cây này bẹt dí đá này. Nhìn thích lắm. Đấy. Đấy, quý vị xem này. Đấy, bẹt từ gốc đến ngọn. Nhỏ nhỏ thôi. Nhiều dữ liệu lắm. Anh em nào mà có điều kiện săn phôi có thể qua vườn anh Thao ở Đồng Mai. Nhớ là chúng ta phải tuân thủ 5K nhé. Vì đang trong thời buổi dịch giã này, mình lúc nào cũng đeo đầy đủ khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Đấy, vườn anh còn rộng lắm này, đằng này. Đấy, có cả vườn đào phía xa đây. Đấy, rộng thanh thang, nhiều đồ lắm. Đấy nhá, xin mời tất cả quý vị và các bạn xem một số cây mình vừa mới giao lưu được với anh Thao này. Mình chẳng lên xe rồi. Đúng, nhiều dữ liệu lắm. Vào đây mình chọn được nhiều. Nhưng mà kín xe rồi thì mình cũng phải để lần khác săn tiếp. Đây này, mình vừa mới giao lưu được với anh Thao hai cây cơm nguội. Già lắm. Đây quý vị xem này.
chun cục. Đây, sẹo nó bò. Cái này thì ôm đá, ôm một hòn đá, bẹt dí vào đá này. Xà lắm, dí. Đây này. Lúc nào mình sẽ có clip giới thiệu đến quý vị và các bạn chi tiết hơn các phôi này. Một phôi si búp đỏ. Đây quý vị có thể xem này, búp đỏ chót này. Vâng. Đấy, hôm nay mình loanh quanh ở mấy vườn gần nhà. Đấy. Anh em nào mà có điều kiện gần khu vực Đồng Mai, Hà Đông có thể qua vườn của anh Thao Hương săn các phôi lạc dòng, giá cả rất hợp lý. Ok, mình xin phép kết thúc video tại đây và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày vui vẻ. Em chào anh Thao nhá. Chào Khương. Xin chào.